Thưa quý vị, trong số những điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà chúng tôi đặt chân qua, thì đảo An Bang, hòn đảo nằm ở phía nam quần đảo Trường Sa là nơi mà chúng tôi khó tiếp cận nhất. Đặc biệt thời điểm này thì thời tiết xấu và biển động. Và như quý vị cũng đã thấy thì đây là cách mà chúng tôi tiếp cận vào đảo An Bang vào sáng ngày hôm nay.